Chào quý khách hàng, để đáp ứng nhu cầu gia công đa dạng các chi tiết 3D, máy CNC đục gỗ 22256 đầu là lựa chọn tối ưu cho nhiều cơ sở mộc tại Lâm Đồng. Đây cũng là dòng máy được nhiều chủ xưởng mộc đầu tư nhiều nhất. Ở video này, CNC Đông Phương Wincam xin báo giá chi tiết cấu hình máy tiêu chuẩn 22256 đầu đục gỗ tại Lâm Đồng. Dòng máy CNC đục gác gỗ cấu hình 22256 đầu có giá tại nhà máy sản xuất thuộc khu công nghiệp Phú Nữ A, Yên Mỹ, Hưng Yên là 185 triệu đồng. Khách hàng tại tỉnh Lâm Đồng mua máy sẽ có chi phí vận chuyển là 9 triệu. Công ty vận chuyển nguyên chiếc bằng xe thùng Bắc Nam đến nhà khách hàng. Tìm hiểu các đặc điểm nổi bật của máy CNC đục gỗ Đông Phương. Máy CNC đục gỗ 22256 đầu có hành trình làm việc chiều ngang 2m15, chiều dài 2m44. Coi máy tiêu chuẩn 25cm, gia công phôi gỗ dày tối đa tới 20cm. Có phần kết cấu cơ khí chắc chắn, trọng lượng 1,8 tấn. Khung bệ máy hoàn toàn bằng thép nhập khẩu, phay cơ khí chính xác bằng hệ thống máy phay dương khổ lớn. Hệ thống dẫn hướng 30 XYZ nhập khẩu chính hãng TBI Đài Loan. Trang bị củ đục GDZ, thương hiệu Wincam độc quyền in trên thân củ. Công suất tiêu chuẩn 1,5 kW, độc hoa văn sâu tới 4cm. Máy sử dụng phần mềm điều khiển xe 100BR2, giao diện hoàn toàn tiếng Việt giúp khách hàng dễ dàng trong quá trình sử dụng. Động cơ dòng sạc vô thương hiệu Lithside, hạn chế lỗi mất bước. Hệ thống đèn báo lỗi, cảm biến nhiệt độ củ hiện đại, tạo nên một hệ thống máy hoàn chỉnh cao cấp. Để kết hợp đục các chi tiết 4D như tượng, trụ rồng, chân ghế, quý khách hàng có thể trang bị thêm trục xoay A đường kính 25cm cho máy, kết hợp nâng cao vai máy lên 35cm và công suất củ đục 2,2 kW. Tìm hiểu quy trình sản xuất 9 bước đạt chuẩn tại CNC Đông Phương Hà Nội. Chính sách khách hàng nhận được khi đầu tư máy CNC đục gỗ tại Đông Phương Hà Nội. Công ty Đông Phương Hà Nội có chi nhánh miền Nam tại khu phố 12, phường Hồ Nai, thành phố Biên Hòa. Anh chị có thể đến trực tiếp địa chỉ này để xem máy. Mọi ý kiến đóng góp và tư vấn hãy liên hệ hotline 0968 68 9988 0383 669 966. Xin chào và hẹn gặp lại!